Lời đầu cho em xin được gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi ô tô chơi bên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng sản phẩm bên em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube phát triển. Hôm nay ngày 27 tháng 4, em xin hân hạnh giới thiệu tiếp đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Bờ Lông ở với một đen là DCD1300. Đây là một chiếc đầu được sản xuất năm 1986 với giá xuất xưởng của nó khá là cao ạ, 69.800 yên. Nó tương đương với khoảng độ 15 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại đấy ạ. Và giá hôm nay em bán là chỉ có 1,3 triệu đồng thôi ạ. Có xứng đáng để các bác sử dụng không ạ? Đấy. Thì chiếc đầu này sở hữu xe ngang của nó 43,4 cm, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó là 34 cm. Nó nặng 5,5 kg. Mặt phanh nhôm được sơn màu đen. Mắt đọc của chiếc đầu này thì dùng mắt đọc 123, cũng rất dễ thay thế và không kén đĩa. Và dùng con chip giải mã PCM54HP cho ra chất âm rất là mộc mạc và chi tiết, dày dặn. Bác nào thích nghe giải trầm thì chơi đầu này rất là phù hợp. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho bác xem. Ngoại hình của chiếc đầu này thì mặt tiền đấy thì có một cái đệm có 3 chỗ cấn này, 1 2 3. Đấy. Cấn trên này. Còn lại thì mặt tiền là khá là đẹp các bạn. Tiền nó khá là đẹp. Là lắp lưng đây. Lắp lưng thì cũng có những vết chày chày nhẹ. Chày nhẹ. Ở trên đây. Lắp lưng thì có những cái vết để sơn đây. DCD 1300 điện 100V, công suất của nó 15W. Serie máy của nó 6051559459. Thì chiếc đầu này chỉ có một đường analog ra thôi ạ. Và đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới. Máy móc zin nguyên bản, mắt đọc zin theo máy luôn. Đấy. Đây ạ, có chip giải mã PCM54HP đấy ạ. Đấy. Và thêm một con nữa của Sony. Đó là con CXD 23035. Đấy. Đây tụ ngọc nguồn lớn này, mỗi con này là 3300 mi này. Đấy. Của Ela. Mà mới luôn. Đây các bạn này, sắt xin nó còn 7 màu này. Đã đẹp. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho các bác được thưởng thức. Thì đầu đọc tốt, đĩa lòng xanh là đĩa Portfolio và đĩa lòng vàng cũng như đĩa lòng trắng. Em không khuyến cáo các bác sử dụng đĩa chợ các nhé. Đấy. Và hôm nay thì em giới thiệu các bác một cái CD tổng hợp hát về những bài hát về mẹ bằng phôi sao chép này. Tại sao em test những cái đĩa sao chép là bởi vì là đầu phải đọc được đĩa sao chép nhé, còn đĩa gốc thì đương nhiên phải đọc được rồi, thì gốc mà đầu không đọc được thì bỏ đi. Đấy. Rồi, đã nhận bài. Các bác hãy đeo tai phone vào để cùng em thưởng thức. Và em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 23269 ạ. Mẹ xin
lặn lội reo reo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Em xin phép được dừng video test ở đây. Thì chiếc đồng này các chức năng hoạt động hoàn hảo, máy mắt đọc tốt. Giá em bán là 1,3 triệu đồng ạ. Em bao phí ship toàn quốc cho các bác khi chuyển đủ tiền. Ở bên em thì không bán hàng ship COD, mong các bác thông cảm. Số điện thoại của em là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.